Đây, mình quay cho mọi người, đây là cái con pha nhà mình nó ngủ này, dáng nó ngủ này, đây là cái chỗ ngủ mà yêu thích của pha nha, dưới cái gầm bàn, dưới cái chỗ máy in này này, ngày nào cũng thế thôi, nó ngủ cả ngày ấy mọi người ạ. Xong đến tầm 5 giờ chiều thì chúng nó pha mấy các bạn mèo là bắt đầu dậy chơi đấy, các bạn nhìn thấy pha ngủ say không? Mình vừa quay một lối bên cạnh cũng chả là nó dậy đâu. Này, nhìn cái dáng ngủ đi. Trông giờ này, giờ bọn nó đang ngủ nha. Đứa nào cũng ngủ này. Để cho mọi người xem này. Đây, ngủ hết rồi này. Đấy, cái này thì vừa dậy ăn này. Timmy thì sắp đi ngủ rồi, cũng vừa dậy đi ăn thôi. Còn đâu là bạn pha ngủ ở đây từ sáng rồi. Đấy, sờ vào chân này. Đấy, dậy rồi. Ngủ sưng hết cả mắt kia kìa mọi người nhỉ. Ngày pha chắc ngủ mười mấy tiếng đó. Này, nhưng mà được cái pha ngủ nhìn mặt cũng xinh. Đây, quay cái pha xinh này nha. Quay mặt pha cho mọi người nha. Đó, ngủ khi hết cả mắt rồi kìa mọi người à. Chưa tỉnh ngủ đâu, vẫn đang ngáy ngủ đấy. Này, quay gần hơn nha. Đấy, nếu rồi các bạn cũng chui xuống cái gầm bàn này ngủ thôi. Đấy, mình nghịch chân nó nhảy là nó không trả ở đấy. À thôi, không chê nữa nhá, tôi không quay pha nữa nhá, ngủ tiếp đi, tí nó dậy lại quay tiếp. Pha sinh không? Úi giời ơi, thoải mái. Tôi không quay pha nữa, mình tắt mình quay đây. Đây còn bạn nhùn đây. Bye bye.